Audio Jungle. Xin chào con, thì hôm nay á mình đang có mặt tại xã Eheo, huyện Eheleo, tỉnh Đắk Lắk, thì cũng có tham quan vườn của một bà con nông dân tại khu vực này. Thì mình sẽ quay và chia sẻ cho con xem về cây sầu riêng Musang King của bà con nông dân ở khu vực này. Thì đối với khu vực ở Đắk Lắk này nói riêng, rất nhiều bà con nông dân chúng ta hiện tại và đang trồng Musang King cũng rất là nhiều. Nhưng qua đó, một số bà con nông dân chúng ta, một số mình nói chia sẻ là một số con vẫn biết chưa biết được là khi Musang King trồng ở khu vực Đắk Lắk Tây Nguyên chúng ta sẽ ra trái và đậu quả như thế nào. Thì hôm nay mình vào vườn của một bà con nông dân, mình sẽ quay cho con xem cụ thể về cây Musang King khi mà ra trái năm bói thứ hai, thì cái lượng trái như thế nào và cây sẽ phát triển như thế nào. Thì mình sẽ quay rất là chi tiết cho con xem về cái thứ nhất là trái Musang King tròn hay dài hay méo như thế nào, thì trong clip mình quay rất là cụ thể cho con xem. Đó là cái việc đầu tiên. Cái thứ hai là khi mà cái Musang King đậu trái này thì cái lượng trái sẽ có bị rải trái đều hay là chùm trái đều như là sầu riêng Rona hay là R6, và tỷ lệ ra hoa thì sẽ ra hoa ở những cái điểm nào quan trọng. Thì mình quay toàn bộ về cái cây sầu riêng Musang King này cho con xem. Đặc biệt đối với Musang King thì mình cũng rất là thích, đặc biệt là trái thứ nhất là tròn, bầu, nhỏ, không có lớn, to như là sầu riêng Thái chúng ta. Và cái thứ hai nữa là khi mà ăn thì hầu như sầu riêng Musang King cũng tự tựa muối như sầu riêng hột như bà con nông dân ta xem. Cái đó là mình theo quan điểm cá nhân của mình nha. Thì còn mỗi người, mỗi bà con nông dân chúng ta đều có những cái quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau về cây sầu riêng. Thì trên hình mình quay con xem á, trái rất là đều, tròn và đẹp. Thì hầu như Musang King á thì giá thành hiện tại cũng rất là cao so với một số khu vực. Thì bây giờ sầu riêng Musang King theo phương án của mình thì một số bà con dân ta hay trồng chuyển đổi giống, thì vườn vừa có Dona, vừa có Musang King, vừa có Black Thorn và vừa có R6. Còn một số khu vực bà con dân chúng ta thì hay trồng rặt luôn là Vân Thorn và Thái, hay gọi là Dona, tùy vào khu vực và tùy vào bà con dân chúng ta có những cái tên gọi khác nhau. Thì đối với khu vực mà sầu riêng trái như thế này thì mình cũng chia sẻ sơ cơ bản. Thì trong những công tác này thì con phân phần cho mình, thứ nhất là nắm bệnh, nắm cuốn để tránh tình trạng sầu riêng chúng ta rụng. Trong giai đoạn này thời tiết ở khu vực Đắk Lắk chúng ta cũng mưa còn rất là nhiều, và những cơn mưa thất thường sáng, trưa hoặc chiều tối, nên tỷ lệ nắm bệnh dẫn đến tình trạng rụng trái sầu riêng chúng ta cũng rất là nhiều. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nhện đỏ và côn trùng chích hút. Trong giai đoạn này sâu bệnh hại, và con cũng nên phân phòng cho mình để tránh tình trạng một số con sâu, thứ nhất là đục quả, cái hai là sâu gây hại trên lá non chúng ta, bồ xít mũi rồi nhện đỏ, một số con trùng khác. Nói chung là sâu bệnh hại, và con phân phòng cho mình trong giai đoạn này. Và đối với lượng trái thế này thì chăm sóc bà con vẫn phân cho mình là dưỡng trái chống rụng trái trong giai đoạn này. Nhưng mình sẽ đi quay toàn bộ cái vườn này cho con xem về sầu riêng Musang King và sầu riêng Thái của bà con nông dân chúng ta trồng và làm kỹ thuật. Nói chung là trái rất là đều và đẹp trên vườn này. Thì vườn này hầu như bà con nông dân ta trồng rặt sầu riêng, nên cái việc chăm sóc trồng nó sẽ hiệu quả cao so với là cái việc con ta trồng sen canh. Thì mình sẽ quay và con xem một số cây sầu riêng Dona, con xem cái lượng trái rất là tròn và đều và đẹp. Và tí nữa mình sẽ quay gần cuối clip, mình sẽ quay thêm một số cây sầu riêng Musang King. Đó, con cứ xem theo dõi clip này để con tham khảo được cái cách thức và kỹ thuật của những bà con nông dân chúng ta trồng sầu riêng. Chung trái rất là đều, tròn và đẹp. Là tỷ lệ trái là cân đối trên cành, điều tiết đều hết. Khoảng cách giữa trái và trái thì bà con nông dân chúng ta tỉa trái rất là đều trong giai đoạn này. Thì trong giai đoạn này mình cũng khuyến cáo luôn bà con là thời tiết mưa rất là nhiều, nên qua đó công tác chặn đọt, hãm ngọn, hay là gọi một số bà con nông dân ta hay gọi đốt đọt đó, thì con phải cần cân đối để điều tiết cho vườn sầu riêng chúng ta đạt được năng suất cao trong giai đoạn này. Và chế độ dinh dưỡng thì bà con cũng cân đối trong giai đoạn này, hàm lượng NPK bà con phải đi cân đối để tránh tình trạng bà con đi phân quá nhiều dẫn đến tình trạng là phát đọt non và rụng trái. Thì so với mọi năm á, thì năm 2023 này thì hầu như mình đi tham khảo tất cả các vùng ở khu vực Đắk Lắk này á, thì sản lượng sầu riêng ta rất là nhiều, và hầu như là khu vực nào trái cũng rất là nhiều. Nên qua đó thời gian
từ đây tới đến tháng 9, tháng 10 dương lịch để thu hoạch sầu riêng cũng còn rất là dài, nên qua đó con cần đòi hỏi về công tác chăm sóc, hạn chế rụng và nấm bệnh để giống như năm 2022 thì nhiều bà con nông dân ta bị rụng trái rất là nhiều do thời tiết mưa, nấm bệnh. Thì đó là những cái vấn đề cơ bản và thiết yếu nhất mình chia sẻ với con về cái vườn sầu riêng này. Thì bà con cứ theo dõi hết video và clip mình quay rất chi tiết về cái sầu riêng mùa sân kinh. Xin cảm ơn bà con.